Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở các cái chương ở trong phần giữa học kỳ 1 rồi đúng không nào? Nói chung tóm lại á là trong kênh của thầy cái phần sách học kỳ 1 của thầy quay xong rồi các em. Học kỳ 2 thì thầy đã quay xong phần đại số rồi. Các em cứ vào đó các em học. Thầy chỉ còn quay phần hình nữa là xong. Thầy cũng sẽ đang cố gắng tranh thủ để quay cho các em ở một cái đề minh họa đề thi giữa kỳ 1 của cái năm học 22-23 của cái toán 7 bộ cánh diều. Các cái bạn học ở hai cái bộ kia là chân trời và kết nối thì cũng có thể tham khảo ở cái bộ cánh diều. Thì thầy sẽ cố gắng ra đầy đủ 3 bộ để các em tham khảo nha. Các em yên tâm, được chưa? Thì trong cái đề tham khảo đề minh họa này thì thầy đã nói rồi. Cái đề này là đề tham khảo và minh họa thôi, chứ đừng có hỏi thầy là trường em có phải ra đề này hay không. Ai biết được mà cái đề của trường của em ra ở chỗ nào. Cái đề này chỉ là minh họa thầy đưa lên, thầy giải chi tiết, xem thử là chúng ta giải được hay không nha. Bây giờ chúng ta đừng có xem bài giải của thầy trước, mà thầy đưa cái đề này lên rồi chúng ta xem, rồi chúng ta bấm dừng video lại, chúng ta tự giải. Sau khi các em tự giải xong, chúng ta mở video của thầy lên, sau đó chúng ta đối chiếu kết quả cách trình bày của thầy xem thử là nó có đúng hay không, được chưa nào? Cái cách học là như vậy nha. Ở trong đây nó gồm có hai phần, phần thứ nhất là phần trắc nghiệm các em nha. Phần trắc nghiệm thì gồm có 15 câu các em. Đây, thầy sẽ quay chi tiết cho các em. Các em có thể bấm dừng màn hình để các em làm luôn nha. Bấm dừng màn hình để các em làm. Trắc nghiệm thì nó sẽ có những câu tương đối là dễ tính nhanh, và nó ngoài ra nó cũng sẽ có những câu tương đối là khó. Nhưng câu dễ thì chắc chắn sẽ nhiều hơn, được chưa? Rồi tiếp tục, tiếp tục nha. Đây câu 7 này, nhớ đây là toán 7 cánh diều nha. Nhớ bấm dừng màn hình lại để các em làm luôn nha. Đừng có xem clip giải thầy trước là chúng ta không giỏi đâu, mà chúng ta tự làm trước. Những phần sau này là phần hình nè. Đấy là 15 câu trắc nghiệm nghe. Rõ chưa? 15 câu trắc nghiệm. Rồi phần tự luận này nghe. Phần tự luận. Đây đây đây. Còn ở bên đây này chứ không. Đấy, rồi ok. Chứ không nó không đầy đủ cái đề là chúng ta không thể làm được. Đề này nói chung là cũng khá là chất lượng đúng không em? Chất lượng. Đó, các em tự làm thử giùm thầy cái đề tự luận 7 điểm á. Nếu em làm được mà đúng được hết cái đề này mà 9 đến 10 điểm á là kiến thức cơ bản của ta là cực kỳ tốt rồi đó. Ta có khả năng tự tin đi thi, được chưa? Còn nếu như các em làm mà chưa được á thì chúng ta phải xem lại kiến thức của mình bị hỏng chỗ nào thì chúng ta tự ôn ở chỗ đó, được chưa? Rồi bây giờ trong clip này thì rồi bây giờ chúng ta tắt cái màn hình đi nha. Trong clip này thầy sẽ giải cho em phần trắc nghiệm nha. Ok, 15 câu trắc nghiệm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần trắc nghiệm câu số 1. Hồi nãy giờ các em đã giải xong chưa? Nhớ là phải tự giải trước rồi mình xem clip của thầy sau nha. Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau, nghĩa là chúng ta chỉ chọn một đáp án thôi. Nếu như trên này mà các em chọn hai đáp án là coi như chúng ta sai quy chế, là các em sai rồi. Chỉ chọn một đáp án duy nhất thôi nha. Người ta nói là số nào sau đây biểu diễn số hữu tỉ 0,5. Các em nhìn này, 0,5. Thầy vừa giảng cho các em trên cái đề này luôn. 0,5 thì đây các em thấy là cái hàng tập phân chúng ta là một chữ số thì chúng ta sẽ nhân cho mấy? Nhân cho 10. Nếu hàng tập phân này là hai chữ số chúng ta nhân 100, ba chữ số các em nhân cho 1.000. Nghĩa là ở đây chúng ta sẽ nhân tử cho 10 và mẫu cho 10. Đây. Thầy làm rất chậm, rất chi tiết luôn để các em hiểu. 0,5 nhân 10 thì bằng 5. Phần 10 ở đây nó sẽ bằng là mấy? 1 phần. Ở đây nghĩa là ở tử này chúng ta chia 5 và ở mẫu này các em chia 5.
5/5 = 1 và 10/5 = 2, chứng tỏ nó viết được dưới dạng là 1/2. Chứng tỏ ở đây chúng ta sẽ chọn câu nào. Như vậy nếu mà 1/2 thì cái này là loại này, âm 1/2 loại này, 1/2 loại, 0/5 loại, thì chứng tỏ chỉ có thằng này. Tại vì sao? Ở đây á, chúng ta có quyền là nhân ở đây cho cả tử và mẫu cho âm 1, ở đây nhân âm 1, đây nhân cho âm 1, thì cái này chúng ta có thể viết trở thành là âm 1/2. Chứng tỏ ở đây đáp án chúng ta là đáp án D. Em hiểu không? Chứ không các bạn sẽ hỏi thầy, ủa thầy ơi, đáng lẽ phải viết dưới dạng là 1/2, đúng. Nếu trong đây nó có đáp án 1/2 thì em sẽ chọn 1/2. Nhưng ở đây là âm 1 trên cho âm 2, thì cái này nó cũng chính là bằng 1/2. Em hiểu không? Hiểu không nào? Tại vì 1/2 thì nhân cả tử và mẫu cho âm 1. Ở đây nhân cho âm 1 vô đây, âm 1 nhân vô đây thì nó sẽ bằng là âm 1/2. Hiểu chưa? Tại sao ra âm 1/2 chưa? Thầy giải rất chi tiết như này là em quá hiểu chứ nữa. Đúng không? Toán là như vậy. Người ta hỏi em là gì đây? Câu 2 này. Số nhỏ nhất trong các số âm 1, âm 3/2, âm 2/3, 0 là. Như vậy thì em nhớ nguyên tắc trên trục số này. Số 0 nằm ở đây, thì bên đây là số âm và bên đây là số dương, đúng không? Số 0 sẽ lớn hơn số âm và nhỏ hơn số dương. Chứng tỏ số 0 này người ta loại rồi, đúng không? Ở đây âm 1, ở đây em tính này, cái thằng âm 3/2 này, cái âm 3/2 thì nếu chúng ta tính là bằng âm 1/5, cái âm 2/3 này nếu em tính là bằng âm 0.667 đấy. Nếu chúng ta tính là số thập phân này, chúng ta dễ so sánh nhất. Như vậy thì ở đây là âm 1.5 thì nằm ở đây, âm 1 nằm đây và âm 0.6 nằm ở đây. Người ta hỏi là số nhỏ nhất, số nhỏ nhất trong các số thì các em thấy nó chính là số nào? Đó chính là âm 1.5. Âm 1.5 là trên trục số này là các em thấy nó nhỏ nhất. Như vậy âm 1.5 này nó sẽ tương ứng với là gì? Là âm 3/2, đúng không? Âm 3/2 thì bằng âm 1.5. Chứng tỏ đây người ta chọn đáp án gì? Đó chính là người ta chọn đáp án B. Số nhỏ nhất, đúng chưa? Hiểu chưa? Hiểu tại sao chúng ta chọn câu B chưa? Tiếp tục câu số 3. Kết quả phép tính, trời ơi cái này dễ. Cái này mẫu chung là bao nhiêu em? 3 với 6 thì cái số, nghĩa là người ta đi tìm bội chung nhỏ nhất của 6 với 3. Cái số nhỏ nhất mà chia hết cho cả 6 và 3 đó chính là số 6. 6. 6 đúng không? Nhưng mà các em đã nhớ cái cách cộng trừ số hữu tỉ là gì? Chúng ta sẽ lấy 6, lấy mẫu chung này chúng ta chia cho mẫu nhân lên tử. Ở tử ở đây chúng ta ghi lại đây, ghi lại đây đúng không? Cứ làm chậm chậm như vậy. Các em lấy 6 chia 3, 6 chia 3 được mấy? Được 2, nhân ở đây cho 2. Lấy 6 chia 6 bằng 1, nhân đây cho 1. Rồi ok. 2 x 2 là bằng 4/6, cộng đây âm 1/6. Mẫu chung đây là 6, các em lấy 4 cộng ở đây cho âm 1. Cái này học ở lớp 6 rồi. 4 cộng âm 1 là bằng 3/6. 3/6 ta ở đây chia cho 3, đây chia 3 thì rút gọn trở thành là còn 1/2. Đúng chưa? 1/2. Như vậy ở đây chúng ta đây chọn câu A xong. Tại sao? Ở đây thầy giảng nên thầy làm trên đây luôn nha. Còn nhiệm vụ các em làm ngồi nháp chứ đừng có hoành táo trên cái bài của mình là không có được á. Hiểu chưa nào? Chỉ chọn đây thôi, chọn đáp án thôi. Có nhiều người không biết cái gì vẫn chọn đúng tại vì em copy bạn ngồi bên cạnh. Thầy xin lỗi em, có một số người như vậy em. Một số người trong đầu trong rỗng chả biết chữ gì hết nhưng mà điểm rất là cao. Tại vì mắt bạn rất là lanh. Đấy. Bật chế độ copyright lên là ok luôn không? Chúng ta đi sang bài số 4 này. Cho biểu thức này, hãy đáp số đúng đúng không? Nhìn này. Theo công thức của chúng ta, nghe thầy giảng xíu này, A phần B bình phương thì nó ra được A bình trên B bình. Như vậy thì cái này ấy mũ 3 đi, ở đây mũ 3 thì đây mũ 3, ở đây mũ 3 đúng không? Như vậy ra âm 2 mũ 3 trên cho 3 mũ 3. Ở đây số âm ở đây số âm mà đem với mũ lẻ thì nó ra số gì? Nó ra số âm. 2 mũ 3 thì bằng mấy? Bằng 8. 3 mũ 3 là lấy 3 nhân 3 nhân 3, 3 số 3 nhân lại với nhau là bằng 2 mũ 7. Như vậy ra là âm 8/27. Đây, câu B. Xong. Hiểu không? Quá dễ hiểu, có đâu mà khó. Đúng chưa? Ở đây người ta hỏi là căn bậc 2 của 9 là bằng mấy? Đây, căn bậc 2 của 9 là sẽ bằng mấy nha? Sẽ bằng 3. Đúng chưa? Với một kết quả nữa là gì các em? Đó chính là âm 3 đúng không? Nghĩa là gì?
căn bậc 2 của 9 nếu như như này này, nếu như này là 3 không này. Nếu trong nếu mà lên chương trình lớp 9 nha, chúng ta được học về căn bậc 2 số học. Nó có từ thêm số học nữa. Căn bậc 2 số học thì nó chỉ lấy số dương thôi, nhưng ở đây người ta nói là căn bậc 2 không thì chúng ta sẽ lấy cả số âm. Như vậy thì căn bậc 2 của nó sẽ là cộng trừ căn 2 của 9, nghĩa là bằng cộng trừ 3. Em hiểu nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn là đáp án C. Nếu bạn nào chọn đáp án B là em sai, còn thiếu cái âm 3 nữa. Dù chúng ta chọn A cũng sai mà B cũng sai, nó chưa đầy đủ. Chỉ có C này đầy đủ là bằng cộng trừ 3. Nhớ nha, nếu như lên chương trình lớp 9 chúng ta được học về căn bậc 2 số học. Căn bậc 2 số học thì chúng ta chỉ có lấy cái số 3 thôi, nghĩa là lấy số 0 âm, nghĩa là từ số 0 tới số dương đó. Còn khi người ta nói là lấy căn bậc 2 thì nó sẽ là hai giá trị, đó chứ là âm và dương luôn, được chưa? Ta sẽ đi sang câu số 6 em. Số nào sau đây là số vô tỉ? Số vô tỉ là số gì? Là y đúng không? Tập hợp nó là y, là số thập phân vô hạn, không tuần hoàn. Đúng không? Số vô tỉ là số thập phân vô hạn, không tuần hoàn. Thập phân vô hạn, không tuần hoàn. Không tuần hoàn. Như vậy thì ví dụ như thằng này á là bằng mấy? Căn 2, 3, 6 là bằng 6 nè. Không phải rồi, nó không phải là số vô tỉ được. Thằng này là bằng bao nhiêu? 44 phần 11. Thằng nói 4499. Ở đây rút gọn cho mấy nè? Ở đây 44 thì người ta tách ra 4 x 11, ở đây 9 x 11 đúng không? Thì cái này sẽ bằng là căn 2 của 4 phần 9. Đúng chưa? Căn bậc 2 4 phần 9 thì bằng mấy? Bằng 2 phần mấy? 2 phần 3. Như vậy thì ở đây chúng ta thử bấm máy tính thử 2 chia 3. 2 chia 3 thì nó có ra chu kỳ hay không? Đây. Đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn. Nó có tính chu kỳ, nghĩa là không phải chu kỳ 6 thì thằng này cũng không phải. Tại vì vô tỉ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn mà. Em hiểu không nào? Tương tự như vậy, ở đây căn bậc 2 của 4 phần 3. Căn bậc 2 của 4 phần 3. 4 phần 3 này. Đây. Đây chính là số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Đúng chưa? Còn ở thằng này là bằng 0, mấy? 0,2 đúng không? Căn bậc 2 của 0,04. Cái này bằng 0,2. Cái này là có hiệu hạn này. Số này là hiệu hạn này. Cái này là thuộc chu kỳ 6 là vô hạn tuần hoàn này. Còn cái này là hiệu hạn này, hiệu hạn này. Cái này hiệu hạn này. Cái này là vô hạn tuần hoàn này, vô hạn tuần hoàn này. Còn chỉ có cái này mới là vô hạn không tuần hoàn, chúng ta sẽ chọn đáp án C. Số vô tỉ. Vô tỉ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn là thằng này. Hiểu chưa? Ok. Thì giải như vậy các em có hiểu không nhỉ? Quá chi tiết cho các em. Tại vì bài nào thầy cũng giải chi tiết nên chắc chắn nó sẽ lâu, chứ không thể bay một phát nhanh được. Nếu mà nhanh thì các em sẽ không hiểu, tại vì thầy phải nhắc lại kiến thức cũ, vừa ôn vừa giải cho các em luôn. Đúng không? Được chưa? Ta sang câu số 7 luôn nha. Câu số 7 nha. Nếu A phần B bằng C phần D, phần này thuộc về tỷ lệ thức nè. Thì các em nhớ là tử cộng tử thì mẫu cộng mẫu. Ở đây các em nhìn nè. Ở đây tử trừ mà mẫu cộng là chứng tỏ sai rồi này. Ở đây không nhân được em. Không nhân được. Chúng ta chỉ học cộng với trừ thôi, không có nhân. Đây, cộng này. Tử cộng mẫu cộng có vị C đúng nè. Đúng nè. Còn câu D, ở đây cộng, ở đây trừ thì sai rồi. Câu này dễ, chúng ta sẽ chọn là câu C. Được không? Đấy. Ok. Chắc có lẽ là thầy sẽ giải câu 8 cho tới câu 15 phần trắc nghiệm ở trong clip sau, để thầy để thời gian cho em làm. Chứ giờ mà thầy giải hết thì trông không được hay cho lắm. Đấy, chúng ta bấm dưới màn hình lại để em tự làm trước nha. Đây nghe. Đây, với lại là phần tự luận. Tự luận đây nghe. Các em nhớ làm tự luận đây 7 điểm nè.
Được chưa? Rồi, clip sau thầy sẽ giải cho em phần này nha. Chúc em học tốt, bye bye.